Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trịnh Đức Công. Ông Trịnh Đức Công là con liệt sĩ Trịnh Văn Lựu, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trước khi có ngôi nhà mới, gia đình ông Công sinh sống tại ngôi nhà cấp 4 tự xây đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho sinh hoạt của gia đình. Sau gần 2 tháng thi công cùng với sự hỗ trợ ngày công của các tổ chức đoàn thể và bà con địa phương, ngôi nhà có diện tích hơn 50m² được hoàn thành với tổng giá trị xây dựng là 160 triệu đồng. Trong đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng. Số còn lại do Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Tây Ninh hỗ trợ. Dịp này, Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh đã tặng gia đình ông Công một số vật dụng sinh hoạt trị giá 5 triệu đồng.